ghi với chữ ẩm. Ẩm có nghĩa là uống. Mình Nguyễn Khuyến có trùng 3 bài thơ thu đúng không? Thì trong đó có một bài là thu ẩm, có nghĩa là uống rượu mùa thu. Hay chúng ta hay nói đấy là văn hóa ẩm thực, tức là nền văn hóa mà liên quan đến chuyện ăn uống. Thì mình viết bên trái là bộ thực, thì các bạn sẽ làm sao để những cái nét bên phải này này nó sẽ nhỏ lại, nó có xu hướng nhỏ, nó ngắn lại đúng không? Để nó dành toàn bộ cái phần nửa bên phải này cho bộ bên phải nhé. Các chữ nét nó sẽ đan xen vào nhau nhưng mà nó lại không cắt nhau. Đó chính là cái bí quyết để chúng ta viết chữ Hán đẹp. Đấy. Nhắc đến chữ ẩm thì chắc chắn động từ đầu tiên đó là động từ uống, NOMIMASU. Tiếp theo này, ẩm thực thì mình sẽ đọc là INSHOKU. Chữ thực vẫn đọc là SHOKU, trong từ vừa nãy là SHOKUJI đúng không? Và chữ ẩm thì biến thành IN nhé. Sau này các bạn có chữ âm ấy, âm ở trong là âm u tối tăm cũng sẽ đọc là IN đấy.